Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series hướng dẫn build nhân vật mua online. Và nhân vật chính của ngày hôm nay của chúng ta chỉ là nhân vật DW đó, với một anh phép thuật mái tóc đầu bạc. Thì nhân vật như đầu video anh em cũng đã thấy, DW thì có thể sử dụng được ở trong PvP với khả năng buff mana siêu cực kỳ mạnh mẽ. Và cũng có thể hỗ trợ team khi mà đi trên quái. Đây là một cách build mà có thể vừa giá rẻ nhất đó, vừa lại có khả năng đa dụng nhất. Thì build ra làm sao, cách tăng cool như thế nào, đồ đặc em nó nên sử dụng đồ gì, và cộng Master 3 hay là Master 4 nên cộng như thế nào, thì chúng ta hãy đến ngay bây giờ. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua một chút về trang bị trước, sau đó sẽ đi vào phone. Thì đối với trang bị ngày hôm nay thì nhân vật Asu của mình sẽ sử dụng một Headpad cộng 11 với dòng lúc DD đấy. Mình đang cố gắng kiếm set pass cộng 11 hết cả set, nhưng mà cũng hơi là khó. Nhưng có được món nào thì mình sẽ tận dụng món đó. Và tối ưu nhất sẽ là set pass DD DSR nha nhé. DSR là khả năng phòng thủ thành công trong quá trình mà anh em đi PVM. Và ở đây mình khẳng dòng Harmony là dòng DD đam 50 đó, vừa có thể giảm đam đi, hoặc anh em có thể lấy là AG 100 để tăng khả năng AG của em nó lên đó, tránh thể khả năng là hệ AG khi mà anh em đi đến quái. Hai là mình sử dụng một cặp Erin cấp 1, Erin level 300 bên trái và Erin level 700 bên phải. Và cái ổn ưu tiên của mình sẽ là lấy tốc độ đánh 7 speed. Và tiếp theo là dòng hồi AG cộng 10 điểm. Ở cái crit, tại sao mình lại sử dụng crit mà không phải là các cái ghế khác? Thứ nhất, crit hay là những cái món đồ mình vừa nói trước thì đều có cái lượng sức mạnh yêu cầu rất là thấp. Đó, vì thế anh em có thể dồn các điểm còn lại vào Agi để có thể nâng được Agi lên tầng 3.000 à, chưa có e-book nữa nhé. Nhưng em có thấy cái crit này nó chỉ tốn là 89 điểm sức mạnh, nhưng mà tốc độ đánh của nó mang lại là lên đến 50 điểm thì anh em. Attack speed 50 điểm. Bên này thì sẽ là một cái khiên. Khiên này thì mình tiết kiệm được cái khiên Excellent nên mình sử dụng 8 lá trên thân đi. Thân của khiên này là cái khiên thân lỗi của server mình. Khá là hiếm. Tiếp tục mình cái earring cái vòng cổ. Vòng cổ thì mình sử dụng cái một cổ 7 speed trên 10% và được khảm là DD đấy, bắn tô luôn để thành khả năng xuyên SD khi mà trong quá trình chết cho mà mình đi book. Tiếp tục cặp earring thì cũng sẽ là sử dụng earring DD rep defense hoặc là DD HP defense success rate, tùy anh em lựa chọn nhé, có cái nào thì sử dụng cái đó thôi. Và đối với đi dòng nhân vật là nhanh nhẹn này thì chúng ta đi sử dụng nhất là Lyra hoặc là sử dụng Penta mới hay còn gọi là Bliadop. Thì đối với Bliadop này thì chúng ta vẫn sẽ là khả được put nick nhé, khả năng vẫn là xuất hiện được put nick, nhưng mà nó sẽ thấp hơn cái Lyra thương tay Lyra cũ của chúng ta, anh em có thể thấy. Rồi mình chỉ nói sơ qua về đồ của anh em nó đang sử dụng ngày hôm nay. Tiếp tục đối với ví dụ mình, anh em thấy là sức mạnh yêu cầu của cái khiên là 135, bởi vậy đối với bảng đấy, bảng tăng điểm của chúng ta thì sẽ là 135 điểm sức mạnh. Ở đây mình còn để dành 5 điểm để mình tăng cho anh em thấy tại sao là mình phải cần 408 điểm này. Nhìn nhé, và chúng ta cần 408 điểm tăng lượng đó, hay còn gọi là NE, thì chúng ta mới có thể kích hoạt được yếu sụt barrier và chúng ta có thể dùng nó. Đây, mình sẽ kích lên đấy, bây giờ chúng ta có thể sử dụng sụt barrier của chúng ta. Và chúng ta chỉ cần 408 điểm thôi, không cần nhiều hơn. Mục đích của chúng ta chỉ là đi mắc Agi để đi book. Đấy, anh em có thể thấy bây giờ các điểm còn lại mình sẽ dồn vào lượng Agi. Và Agi của mình bây giờ là lên đến 3.000 tổng của bonus và tổng của bonus sẵn có. 3.000 bonus thôi nhé. Và speed của chúng ta sẽ là max speed 288 đến 288.
defense của chúng ta là 3654. Rồi mình sẽ dừng ở bảng C ở đây đã. Chúng ta tiếp tục để ý đến với bảng Master Level 400. Đây, đối với Master Level 400 thì mình đã cũng đã cộng sẵn cho anh em. Và bây giờ mình sẽ trình bày lại một số tại sao mình lại tăng ở những ô này để anh em nắm. Anh em nên xem kỹ để sau này áp dụng cho việc build PVM hay là PVP của anh em luôn. Vì mỗi nhân vật sẽ là mỗi khác, chỉ là chỉnh sửa lại một chút anh em có thể sử dụng được cho chính bản thân của mình. Thì vì mình đi PVM nữa nên mình sẽ sử dụng là giảm khả năng hư hỏng đồ đi nhé, để chúng ta đỡ tiêu tốn gen hơn. Đó, gen đôi khi cũng rất là hiếm, nên chúng ta phải nhặt gen. Chúng ta nhặt gen thì chúng ta có thể là mua được run này, mua rất là nhiều thứ. Đó, nên chúng ta sẽ tiết kiệm. Tiếp tục ở cái ô thứ hai này, chúng ta sẽ tăng hồi mana để không cần phải mua mana trong quá trình đi tên quái. Đấy, tăng khả năng hồi máu để khi mà đi tên quái thì khả năng hồi máu chúng ta hồi lại tốt hơn. Thì ô này thì anh em sẽ biết rồi, và mình chỉ tăng thêm 5 điểm thôi là đủ. Đó là lấy 4% với AG thôi, vì mình có cái Ring hồi 10 điểm AG nữa rồi, tăng nhiều lên không cần thiết. Và lượng AG khi mà mình sử dụng với skill quẩy rồng thì không là nhiều. Tiếp tục mình sẽ lấy 10 điểm defense thôi. Defense mình cũng không cần quá nhiều lắm khi mà có sụt barrier bù vào. Thấy chưa, đây là 10 điểm. Đây là những cái ô mà bắt buộc để có thể tăng số ô phía dưới nhé. Ở ô pole chúng ta lưu ý nên tăng max 20 điểm ở 3 ô NE, AG và Strain. Thì 3 ô này nó sẽ tăng thẳng vào cái điểm màu vàng này nhé, tăng vào pole thẳng có. Đấy, hay là pole cơ bản cho anh em luôn, anh em có được nhiều pole hơn. Tự hỏi tại sao mà mình có nhiều pole như vậy nhé. Đó, vì mình tăng được 20 để sau đó mình tẩy đi. Đó, mình dồn hết điểm vào AG. Đó. Tiếp tục, đối với Self Protection này thì mình sẽ lấy 12 điểm để làm cho lên 7% nha anh em. Vừa ở đây mình quên lấy thêm 12 điểm, đúng ra là chúng ta lên lấy 12 điểm ở đây nha anh em, để lấy 4% nha. Làm Self Block mình lấy nhầm mất 1 điểm rồi. Sao? Đây mình sẽ lấy 2 điểm của Steel Armor để làm tăng giáp. Giáp này chúng ta sẽ không bị xuyên giáp khi mà dính bởi skill xuyên giáp của các nhân vật tấn công khác. Khi mà đi trong quá trình đi book PVP bị sốc đam chết. Rồi tiếp tục sang cái cột thứ hai. Cột thứ hai thì cột tấn công, cột skill. Thì chúng ta chỉ cần tăng 10 điểm cơ bản đầu tiên và chúng ta sẽ đi theo dòng này. Không, chúng ta không nên đi tăng vào Impression of Witcher này nha anh em. Vì cái này skill book này chúng ta sẽ cần tận 1.000 bao nhiêu điểm đấy, NE là rất là cao. Chúng ta chỉ cần đi theo đường này thôi. Tiếp tục mình max 20 điểm máu này anh em. Đó. Và chúng ta tăng 10 điểm vào quẩy rồng để có thể tăng vào Master 4 nữa. Đó. Và mình bắt buộc phải tăng vào 10 điểm Stealth Stagger để có thể tăng ô Master 4 mở rộng. Sau đó mình sẽ chỉ anh em tại sao mình lại tăng ở đây khi mà chúng ta đi qua bảng Master Level 800. Đó. Tiếp tục sang cột thứ 3 thì mình cũng sẽ là tăng những cái ô cơ bản, và ô này sẽ là 10 điểm để lấy được tăng speed của chúng ta lên 10 điểm nha nhé. Ở cả cái ô book khi mà chúng ta đi dòng DW cái nhện ấy, DW book thì chúng ta cả skill chúng ta sử dụng chủ yếu là khi đi book là sụt barrier này, nên chúng ta sẽ phải tăng sụt barrier lên max điểm là 13.52%. sụt barrier protection này, đây là tăng khả năng giữ lại khi mà chúng ta dùng skill sụt barrier nha anh em, thì khả năng tồn tại của nó là phụ thuộc vào đây nha anh em, tăng thêm 70 điểm này, 70 giây này, cần mấy phút lần đấy. Rồi tiếp tục sụt barrier battery này thì nó sẽ tăng mana của chúng ta lên, đó là chúng ta đỡ mất mana hơn. Ở đây thì mình sẽ tăng tiếp 10 điểm vào giảm mana. Đó, khi mình dùng skill thì mana của mình sẽ giảm đi 42% lần, rất là lợi. Tiếp tục mình tăng vào 10 điểm hồi máu khi mình diễn một con quái. Đây là phụ trợ cho anh em, những cái skill này là skill phụ trợ. Và những ô chính là 11 điểm vào hồi 100% HP và 11 điểm vào hồi 100% SD khi mà bị tấn công. Ở ô up supply này mình tăng 20 điểm. Thì để khi mà chúng ta tấn công về một con quái, một con này thành công thì chúng ta sẽ được hồi là 45 máu nhé nhé. Thì lên 50% là hồi 45 máu. Và hai ô dưới này mình sẽ không tăng, vì skill tăng của chúng ta phụ thuộc vào put nick là nhiều. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master Level 800. Ở đây mình cũng là dây 6 điểm. Master Level 800 thì mình sẽ tăng vào skill quẩy rồng. Đấy, đây là skill gọi là AOE hay là skill diện rồng tốt nhất hiện tại của DW khi mà chúng ta có thể đi trên phần PVM. Ở đây mình đã để 6 điểm tặng cho anh em để mình giải thích cho anh em biết là nên tăng vào Master 400 ở ô star này ở đâu. Thì star này 400 thì chúng ta sẽ phải tăng vào nhanh nhẹn, đây tăng vào nhanh nhẹn nha anh em.
khi mà chúng ta tăng tạo điều ở nhanh nhẹn thì cái lượng nhanh nhẹn này có năng lực chúng ta cũng sẽ được tăng lên. Như em có thể thấy này, đó, từ 658 lên 666. Tiếp tục ở ô dưới mình cũng sẽ tăng thêm cho nhanh nhẹn. Đấy, anh em thấy không? 674. Nếu như mà anh em sử dụng Erin, nếu như mà anh em sử dụng Erin cấp cao hơn thì nó sẽ tăng All Star English 4 điểm thôi nhé. Nếu anh em sử dụng Erin cấp 2 thì All Star này nó sẽ tăng nhiều điểm hơn nhé nhé. Anh em lưu ý. Còn 4 điểm dư còn lại thì anh em có thể là tăng vào máu. Tăng vào máu để tăng lượng máu chúng ta lên. Khi mà anh em dư điểm nữa thì anh em tiếp tục tăng tiếp vào máu cho mình. Đó, lượng máu phải đạt lên được 6.000 mấy đấy nhé. Rồi, và để làm sao có thể mở khóa được ô này lên 40, bình thường anh em tăng mắc như này á, thì nó sẽ chỉ là được 20 điểm thôi nhé, chỉ được 20 điểm thôi, ta không thể lên được 40 điểm được. Thì đó là lưu ý vì sao mà mình phải tăng 5 điểm vào ô Metal Strike này hoặc là 5 điểm vào ô Metal Storm, đó, một trong hai bất kỳ, thì nó sẽ được tổng support để có thể unlock mở khóa ra. Đó là lý do tại sao mà ở bảng á Master Art này mình lại tăng vào 10 điểm ở đây nhé. Đó, đây là lưu ý. Sau khi mà anh em tăng 10 điểm ở đây thì anh em sẽ phải để NE lên về 1068 điểm. Đó, thì anh em mới học được skill này. Sau khi học được skill đó, anh em sẽ tẩy điểm về lại nhé. Tẩy điểm về lại 408 ở năng lượng thôi. Rồi, giờ bây giờ là thành quả sau khi chúng ta build xong. Thì thành quả chúng ta đạt được là gì? Hiện tại mình đang sử dụng một cái win 4-15 với khả năng absorb spray là 73%. Anh em thấy không? Đó, đây, absorb spray 73%. Bây giờ mình sẽ bút mana shield lên. Đấy, mana shield của chúng ta này, em để ý nha, 73 tăng lên 91. Ở server của mình là nó bị giới hạn đấy nhé, bị giới hạn 5 absorb spray, chứ không phải là mỗi con nhân vật asum của mình là tăng mắc 91 điểm là do vì tăng chừng này thôi. Ở các server khác thì nó có thể lên là 94 hoặc là 97%, đó là tùy server mà admin chỉnh sửa. Đó, tổng pool của mình bây giờ là 3.000 rồi này nhé, hơn 3.000 pool tròn đấy. Đó, tốc độ đánh là 288 rồi, max speed rồi. Em nhìn nó quẩy rồng này, quẩy thôi rồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa một nhân vật DK xuống và PT về em này để xem DK của chúng ta là tăng lên được bao nhiêu phần trăm nhé, để anh em sẽ có thể thấy được nó sự khác biệt. Tại sao mình lại nói là mỗi server nó mỗi khác? Ok, trên màn hình anh em cũng là thấy là mình vừa PT với nhân vật DK của mình. Đấy, như trên màn hình anh em có thể thấy này, DK của mình là 8 English là 70 là từ win đó, và đam absorb ray rồi đây, đam absorb ray này là 73%. Và chưa có book mana siêu nha anh em, chưa có book mana siêu, đây là được win 4 nó phóng vào. Rồi bây giờ mình sẽ book mana siêu cho con nhân vật DK của mình để anh em xem sự thay đổi của 73% này nó lên bao nhiêu nha anh em. Đấy, 88% rồi nha. Ở đây admin nó chỉnh sửa chỉ còn là 88%. Em có tăng lên bao nhiêu điểm nữa thì nó sẽ vẫn là 88 mà thôi, không thể hơn được nữa rồi. Đây anh em có thể thấy, đấy, 88%. Vì mỗi nhân vật thì nó sẽ có lượng mana siêu bút nó khác nhau nhưng em ở server mình là thế. Ok, với cách build như vậy thì khả năng đi trên của em nó ra làm sao và được thể hiện như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm ngay lập tức luôn nha anh em. Trước khi đi trên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách set up skill. Đối với skill của nhân vật Asum của chúng ta thì chúng ta chủ yếu là sử dụng skill sụt barrier để buff cho team. Đó, nên anh em sẽ phải kéo chuyển sang cái mục sụt barrier và anh em kéo xuống. Đó, thứ tiếp hai anh em sử dụng chỉ là tele để tránh khả năng mà chúng ta bị nhận đam được các cái nhân vật killer, nhân vật chết người trong khả năng công thành chiến. Và skill thứ ba thì là skill lightning, đó, chích điện. Anh em chích điện thì làm cho đối phương rất là khó chịu, không thể là có được mục tiêu để mà đánh ta được. Rồi skill thứ tư là chúng ta skill quẩy rồng. Đó, quẩy rồng thì giúp chúng ta đi trên. Đây là skill đi trên của chúng ta, chỉ của chúng ta nha nhé. Và skill thứ năm chính là skill ai đóng băng đối phương. Đó, rồi đó là cái cách setup skill. Rồi tiếp tục setup auto như thế nào, ta sẽ chọn là setup auto vào bằng ô bảy trang cưa này. Đầu tiên đối với hộp đầu tiên chúng ta sẽ chọn là quay trở lại sau 3 giây nhé, chúng ta sẽ tích chọn vào quay trở lại trong 3 giây. Skill thì chúng ta sẽ chọn là skill quẩy rồng, book thì chúng ta sẽ chọn là book mana shield, và chúng ta nên nhớ là hãy tích vào book duration để
để auto của chúng ta có thể hoạt động được. Tiếp tục, vì skill quệ rồng của chúng ta chỉ là rank 6 nên chúng ta sẽ phải chỉnh cái auto này về xuống rank 6 thôi nhé. Đây, xuống rank 6 thôi để đẩy nhân vật của chúng ta chạy lui chạy tới chạy lui chạy tới, và tốc độ đẩy nó sẽ bị giảm đi. Thực tế position là hồi bỏ bằng cái bình bỏ này nha, thì chúng ta nên để là để 50 mặc định thôi, không cần em có thể hạ xuống cũng được tùy theo khả năng mà quả gây ra cho anh em. Đối với party thì anh em nên để là tầm 80 giây vì khả năng book mana siêu của chúng ta bây giờ rất là lâu, khi mà chúng ta mà tăng ở điểm master level 100 rồi ta book rank thì chúng ta nên để là 67 thôi, để đánh tảng lên như lúc nó hay bị lỗi ấy nhé, anh em lưu lại. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua nhập đồ. Đối với nhập đồ thì anh em chắc mình có nhiều video hướng dẫn rồi, anh em nên để sửa lại ngừa bad moon và S8 thôi. Nhặt thì tùy anh em muốn nhặt gì thì nhặt. Rồi sau khi mà set up xong skill thì chúng ta sẽ có thể là đi trên ngay bây giờ. Rồi để đi trên thì mình sẽ tắt ngờ đi, chúng ta sẽ đi qua Darkwing, đó là bài khắc chế penta của chúng ta. Rồi chúng ta ra đây để xem quả đánh bao nhiêu đây. 250 máu, 247, 237, rất là đau anh em thấy không, máu cục rất là kinh khủng này. Đó, nhưng mà do mình có tăng khả năng hồi máu sau 7 đòn đánh nhá, hồi phun máu thì quả nó không giết chết được mình. Bây giờ mình book mana siêu lên nha nhé. Đó, mình book rồi, từ 257 xuống con 77 thôi. Đó, 77-80. Đó, ngoài ra mình có tăng vào block dam cũng như là absorb ray. Absorb ray là nó sẽ được sử dụng bởi cái mana siêu của chúng ta, còn block dam là được tăng bởi bảng master 3 đây nha. Này, sau block này tăng khả năng xuất hiện. Đó anh em, đó absorb block, đó absorb, đó absorb, đó. Còn chưa? Rồi khả năng trên thì như thế nào? Đây anh em có thể thấy luôn, tốc độ đánh max speed thì nó quẩy đâu gần như là đen màn hình luôn đấy nha, rất là tốt. Đó, bảo chưa bơm một pin nào luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến bãi hotspot. Rồi mình vừa để bãi hotspot win đấy, quả mã level 800 đấy, anh em thấy không, nó hỗ trợ cho team thì tôi rồi luôn, tăng búp cho team này cực kỳ trâu. Đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn nhắc anh em là nên có một áo sum ở trong team khi mà đi trên thì team của chúng ta sẽ rất là trâu chó. Khi mà chúng ta tăng mana siêu lên thì lượng mana của chúng ta sẽ được tăng lên anh em, tăng lên 4100 luôn này, này nhờ vào bảng master level 400 đấy, nó trên cực kỳ là tuyệt vời. Rồi vậy nó chỉ có thể trên ở map 800 hay là các map khác, bây giờ mình lên hẳn rồi anh em, map bầu trời đỏ luôn, Xbox Icarus đây 1070, mình cũng sẽ đi qua bài win thôi nha anh em, đi bài win là chúng ta có thể gây ra được đá phút đích. Rồi mình vừa đưa để bài win đấy nha, bài win của map Icarus chưa mấy luôn, cái tốt làm gây ra rất là nhiều, hỗ trợ cho team thì thôi rồi luôn, quẩy đen màn hình đó, đó ghê chưa, chưa mất mất một bình máu nào luôn ở bảng bầu trời đỏ này. Tyrant hay còn gọi là Red Smoke Icarus đi nhé. Trời ơi, đấy làm gì, đâu có mất máu đâu. Có bao nhiêu sẽ hồi lại bấy nhiêu. Đấy, AG có tím mất bao nhiêu cũng sẽ hồi lại bấy nhiêu luôn. Đó là lý do các điểm mà mình chỉ anh em tăng hồi này đấy. Bây giờ anh em thấy ghê chưa. Rồi, tiếp tục ta sẽ đi lên với một cái map cao hơn nữa, là Upthold Temple. Đó, Up New Temple. Rồi, mình cũng đưa em nó đến bài win nha nhé. Nhưng mà ở đây thì quả đỉnh rất là đau, quả đỉnh đau hơn rất là nhiều. Đó, anh em có thể dùng máu nó tụt này. Và khả năng này là chúng ta sẽ phải sử dụng bình máu khi mà đi trên ở đây. Nhưng mà nếu như mà đi trên với tím thì sẽ là không là vấn đề nha nhé. Vẫn là trên được, em thấy không? Vẫn là trên được đối với một nhân vật A-sung. Em thấy không? Với một nhân vật A-sung không có đồ, không có tím, rất là rẻ, đồ rất là rẻ, ta có thể đi trên được ở cái map này còn gì là tuyệt vời hơn.
thấy chết đấy nha, cẩn thận chết đấy. Khi không có tin có e-book thì có khả năng ra bí đấy. Đó. Rồi, đến đây là mình hướng dẫn cho anh em cách build một nhân vật ADW, hay còn gọi là ADW đi theo hướng nhanh nhẹn. Đó. Một nhân vật toàn năng, vừa có thể debug trong các cái sự kiện PVP như là công thành chiến, debug cho team trong cái party đi trên level, và cũng có thể chỉnh bản thân em đó từ đi trên được, và với cái giá rẻ nhất mà anh em có thể build. Và nếu như mà video này anh em thấy có ích, đó, hỗ trợ được anh em nhiều, thì anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.